Đấy, thầy tưởng là một đồng hóa triệu được hai đồng. Quý. Đấy, đồng lọc đấy nha. À, đấy, nhất củ đấy. Vâng, đồng lọc đấy. Vâng. Đấy, tổng thống, ông tổng thống Mỹ Donald Trump ấy là rất là quý chị Hương. Thường xuyên là trao đổi tổng thống Đài Loan.